bởi vì vui cô gái đã lấy đi lần đầu của cậu bé 8 tuổi. Ai ngờ cậu bé hồn nhiên ngây thơ lúc nhỏ, 10 năm sau lại biến thành một mỹ nam phóng khoáng điên cuồng, muốn ăn hết cô ấy đến bã cũng không chưa. Thì ra cô ấy đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng về hậu cung ngược. Mặc dù là thiên kim vô dụng không có ma lực, lại được chị là học sinh giỏi sủng ái như bảo bối. Tiếc là chị gái si tình, thời đại học có 4 người ưu tú theo đuổi, lại đi lựa chọn gả cho một tên cha nam, dẫn tới sau khi kết hôn bị bạo lực gia đình. Sau khi hồi sinh cô ấy thay chị, đuổi tên cha nam đi trước rồi lựa chọn anh rể tốt nhất. Anh chàng số 1 dự tuyển làm anh rể là đại công trẻ tuổi của chính phủ. Số 2 là một bác sĩ phóng khoáng điên cuồng. Số 3 là một đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia nhẹ nhàng ấm áp. Tất cả đều là những nhân vật xuất chúng ở các lĩnh vực. Nhưng muốn công lược một cô gái cực kỳ yêu thương em gái, nhất định phải ra tay từ cô em vợ 5 tuổi, ngoại trừ việc mê hoặc bằng đồ ăn ngon, còn đưa cháu trai đang học mẫu giáo kéo tới để chơi cùng. Ai ngờ một khi đã bắt đầu thì không thể xưa, ba cậu bé dễ thương không chỉ biến thành yêu tinh quấn người. Sau khi lớn đều muốn cưới cô ấy, nhưng người đầu tiên đến tìm chị lại là tên cha nam Robin. Cha nam ngồi xuống biểu diễn kỹ năng diễn xuất tỏ ta đáng thương. Bởi vì phụ thân quá bảo thủ, trước khi đính hôn sẽ hôn truyền lại tước vị cho ta. Cho nên cô có thể tạm thời làm vị hôn thê của ta không? Nhưng Lily từng xem tình tiết nguyên tác của chuyện nên biết rõ. Tên cha nam này trá hình cưỡng ép cầu hôn, bắt đầu từ khi chị bị rơi vào bẫy, cuộc sống về sau sẽ bị hắn ta dắt mũi, tức giận bóp nát chiếc bánh quy. Cô bé tròn mắt ngây người nhìn, chị ơi đính hôn là gì? Đính hôn chính là chị và anh trai định ước sẽ bên nhau cả đời. Đột nhiên cô nước mắt rưng rưng khóc lớn, chú đó nói muốn chị tới nhà chú ấy, chị không cần em nữa sao? Em không muốn rời xa chị, vài câu nói đã khiến chị mất hết phòng bị, ôm lấy em gái vỡ òa khóc lớn, bởi vì Lily trước đây từng trải qua một trận bệnh nặng, cho nên không hề do dự từ chối tên cha nam. Thật xin lỗi Robin, tôi phải chăm sóc cho em gái nên không thể đồng ý anh. Thấy tên cha nam vẫn muốn tranh đoạt, Lily dùng chiêu giả vờ ngất, khiến anh ta triệt để không còn cơ hội, miệng lưỡi tâm cơ tư thái thắng lợi, cho dù anh tới bao nhiêu lần, ta cũng sẽ không để anh đắc ý, nhưng lần sau cô ấy không dám giả bệnh lấy làm lý do nữa. Bởi vì chị gọi tất cả bác sĩ của thủ đô tới nhà, nhưng chị càng đối tốt với anh ta, cô ấy càng cảm thấy áy náy, chỉ bởi vì cô ấy xuyên không vào cơ thể của Lily, khiến nữ chính Lia mất đi em gái thật sự, nhưng bản thân sẽ cố gắng diễn tốt vai em gái, thay cô ấy yêu thương chị. Tiếp theo là ứng cử viên số 1 Mikan. Câu chuyện tình cảm với chị là câu chuyện quen thuộc về chàng con thứ vạn niên yêu chị học bá giỏi số 1. Nhưng Mikan luôn định nọt nhiều hơn cả Robin, sớm đã nắm bắt được sở thích ăn đồ ngọt của em gái. Lần đầu gặp mặt đã mang tới một chiếc bánh kem, còn nói vài lời tốt khi chị muốn kiểm soát lượng đồ ngọt hấp thụ. Thật là chiếm được lòng của em gái, nhưng người đàn ông này quỷ kế đa đoan, không thể chỉ vì vài chiếc bánh kem lại giao chị cho anh ta. Quả nhiên Mikan rất xảo quyệt, lấy việc thảo luận chủ đề hội nghị làm lý do để có cơ hội tiếp xúc với chị lâu hơn. Nhưng lần này Lily lại không hề phá đám, chỉ bởi vì chị là học bá của học viện hàng đầu đế quốc. Nỗ lực như vậy không phải là vì hy vọng tương lai sẽ có thành tựu sao? Không thể chỉ vì chăm sóc cô ấy mà từ bỏ sự nghiệp. Hơn nữa chị có thể tìm thấy niềm vui trong công việc. Cô ấy cũng được ăn miễn phí đồ ngọt mà Mikan mang đến. Đây không phải là một mũi tên trúng hai đích sao? Ai ngờ tác dụng chậm của chiếc bánh kem lần trước quá lớn. Mới cách một ngày không ăn đồ ngọt mà Lily như trúng độc. Tinh thần ủ rũ chạy tới phòng bếp tìm đồ ngọt ăn. Không ngờ từ bức tường phía sau cô ấy xuất hiện một cánh tay. Lại còn biết nói, lắc lư cái túi trong tay. Nhớ là nói với chị của em, đây là của một anh đẹp trai cho em nhé. Thì ra những người theo đuổi vì để có được chị, thường xuyên mang đồ ăn vặt tới nịnh nọt em gái. Nhưng màn quỷ dị này, dọa cho Lily sợ trợn mắt, lập tức bỏ chạy. Thì ra là vị bác sĩ ngông cuồng Elin. Bởi vì tính tình cổ quái thường chọc tức chị, cho nên chị thiết lập ma pháp cao cấp khiến anh ta tránh xa bên ngoài cửa. Nhưng anh ta lần này tới để đặc biệt xin lỗi, nhưng nói tới lý do chị tức giận, lại khiến Lily vô cùng cảm động. Thì ra lần trước không kịp thời điều trị bệnh tái phát cho Lily, bởi vì bị điều đi khẩn cấp tới khu chiến tranh biên giới để chi viện. Nhưng anh ít nhất cũng phải viết cho ta bức thư chứ. Tôi thực sự đã quá bận, dù bận thế nào thì cũng không đến mức đến thời gian viết một bức thư cũng không có chứ. Chuyện này với việc người đàn ông lạnh nhạt lấy công việc ra làm lý do, không hồi âm kia có gì khác nhau chứ. Trong lòng của Lily, Elin đã ở ngoài cuộc. So với số 4 cẩn trọng trầm ổn Setley, anh ấy hiện đang là ứng viên vị trí anh rể hài lòng nhất. Nhưng cũng không thể lấy ý của bản thân ra cưỡng ép chị. Vì để bày tỏ thành ý muốn xin lỗi, Elin sẽ tới kiểm tra sức khỏe định kỳ cho Lily, chất vì để có thể tiếp xúc nhiều hơn với chị. Thủ đoạn níu kéo của mấy người đàn ông này thật không tầm thường mà. Chỉ có Setley thật thà không biết lấy lý do gì. Nhìn thấy Setley anh trai vừa sợ vừa đáng thương, đến Lily cũng không đành lòng. Anh trai lần sau anh lại tới chơi nhé. Đến ba ứng cử viên làm anh rể, dùng đủ các lý do đến thăm chị. Mikan thảo luận chủ đề hội thảo với chị, Elin tới kiểm tra sức khỏe cho Lily. Chỉ có Setley trái ngược, nghề nghiệp là đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia, đời tư lại là một người đàn ông thích đan đồ len. Điều hình tượng người đàn ông của gia đình ngược lại còn có thể bù trừ cho chị cuồng công việc. Cho tới bây giờ cô ấy thích nhất là Setley anh trai. Nhưng cho tới ngày Setley dẫn theo em trai anh ấy tới, Lily đã thay đổi suy nghĩ, mái tóc vàng cũng không thể che bớt khí chất quý tộc trên người cậu bé. Nhưng ngôn từ nói ra lại giống như không được dạy dỗ. Ta không chơi với đồ xấu xí, Lily tức giận ngoài cứng trong mềm. Sự đáng yêu hoạt bát của cô ấy được mọi người khen từ nhỏ. Thích đóng vai phản diện với ta đúng không? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết ai mới là người cầm quyền ở đây. Kiêu ngạo quay đầu đi, chị em ghét cậu ta, cũng ghét vì anh trai dẫn cậu ta tới. Setley hối hận sắp khóc rồi, vốn muốn mang tới cho Lily thêm một người bạn, tận lợi gia tăng cảm tình, nào ngờ lại bị em trai phá hỏng. Kiều Tây em không được như vậy. Nhìn thấy quan hệ của bọn họ sắp tan vỡ, Mikan xảo quyệt tận dụng thời cơ,
có muốn chú đưa đi mua chút đồ ngọt không? Thì ra chỉ có được sự đồng ý của Lily mới được gọi là anh trai. Lily đang tức giận vốn muốn đi rồi cuối cùng vẫn là không chịu được. Setly anh trai anh cũng tới, thấy anh ấy là một mỹ nam biết đan đồ len, liền tha cho anh ấy một lần. Nhưng Setly nhã nhặn như thế này, mà em chạy lại như vậy, cô ấy quyết định cho cậu bé một chút giáo huấn. Không ngờ rằng cậu bé vừa kiêu căng ngạo mạn lúc nãy, lập tức bị Lily chỉ cho ngoan ngoãn tuân theo. Rõ ràng lần đầu gặp Lily lại bị mê đắm, miệng lại không chịu thừa nhận, còn nói người ta là đồ xấu xí. Đối với kiểu người kiêu ngạo khẩu thị tâm phi này, đợi tới khi chi thê hỏa táng đi, vừa muốn ăn đã bị chị ra lệnh hạn chế đồ ngọt. Mang bánh kem tặng cho cậu bé lần đầu làm khách, cậu bé lễ phép cảm ơn, nhưng đối với Lily khóe miệng lại cười lên nụ cười của kẻ chiến thắng. Đối mặt với sự khiêu khích rõ ràng này, Lily không tức giận mà cười ngược lại, quyết định báo thù cậu bé. Tiểu tử cậu chọc nhầm người rồi, dám giở trò ở địa bàn của ta. Yên lặng suy nghĩ phân tích, Setly trung thực thật thà vốn không giúp được cô ấy, anh rời mắt sang nhìn Mikan gian xảo, mặc dù có chút không tình nguyện, chỉ có thể tạm thời liên minh với anh ấy. Mikan anh trai, chỗ bánh kem này là anh đặc biệt mua cho em đúng không? Mikan bình thường toàn bị gọi là chú nên bị kinh ngạc, liền nhìn rõ được ý đồ bên trong, lập tức gật đầu phối hợp, cũng tức là tất cả những thứ này đều là của em. Lấy đĩa bánh kem kéo về phía mặt mình, vậy thì anh đừng ăn nữa. Chị vốn định dạy dỗ Lily, lại bị Mikan ngăn cản, trẻ nhỏ chơi đùa với nhau, người lớn không nên nhúng tay vào vẫn là tốt hơn. Không hổ là người đàn ông mưu lược thông minh xuất chúng. Trong lòng Lily cho anh ấy thêm 10 điểm, sau đó Lily cầm chiếc bánh lên ngoa một miếng, cậu bé thèm chảy nước miếng, nếu như khen ta xinh, ta sẽ cho cậu tất cả chỗ bánh ngọt này. Cậu bé tuy là quý tộc, đồ ngọt cũng bị người trong nhà quản lý chặt chẽ, đối diện với cám dỗ lớn như vậy, không thể kìm nổi nữa, toàn thân phát run, cả mặt đỏ lên, cuối cùng cũng nói ra câu cậu rất xinh. Có thể nhìn thấy sự đấu tranh rất lớn của cậu ấy giữa đồ ăn ngon và lòng tư tôn. Lily đưa bánh kem cho cậu ấy, bản thân thì ngân nga khúc ca thắng lợi. Đến chị cũng không còn cách nào, Mikan lại tỏ ra hài lòng gật đầu với Lily. Lily có vẻ rất giống mình, Lily lại cảm thấy vô cùng áy náy. Cho dù anh ấy lúc nãy đã giúp mình cũng không thể dễ dàng giao chị cho anh ấy. Trải qua chuyện này, Lily như phát hiện được vùng đất mới, thì ra trêu chọc trẻ con lại kích thích như vậy, thường dùng đồ ăn ngon để bắt nạt cậu nhóc, thậm chí còn giả mặt quỷ để dọa cậu ấy. Tiểu vương tử kiêu ngạo ban đầu cũng đã biến thành cậu nhóc khóc thút thít. Sau đó Mikan và Elin cũng dẫn em trai của bọn họ tới, bởi vì không có em gái cản trở từ bên trong, bọn họ cũng có thể theo đuổi chị mà không gặp trở ngại. Nhưng hai người mới tới cũng là con trai, Gian và Lu, là một mỹ nam thiên tài bình tĩnh, còn một người chính là Elin phiên bản mini, vừa nghe lời lại vừa nghịch ngợm, nhưng chơi đùa cùng một đám trẻ con thật sự chán trường. Vẫn là đi trêu chọc cậu bé thôi, thì ra cậu bé 8 tuổi là lớn tuổi nhất trong đám trẻ. Cậu ấy kiên trì khiến mấy đứa sau này gọi cậu ấy là anh. Nhưng bên trong Lily lại là một linh hồn của một người lớn. Cô ấy tính một hồi, sinh nhật của cậu bé là tháng 4, nghe chị nói cô ấy hình như là tháng 7, nếu nói như vậy, ta chỉ cần gọi ngươi là anh trai hơn 3 tháng tuổi là được. Lời này vừa dứt, khiến cả đám ôm bụng cười. Lily cười bò ra đất, ha 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 buồn cười quá, anh trai hơn 3 tháng, cậu bé ấm ức run lên, lập tức khóc lớn, tiếng khóc đã thu hút chị đang làm việc, đây đã là lần thứ 3 trong ngày làm cậu bé khóc rồi. Lily biết tiếp theo chắc chắn không thoát khỏi trừng phạt của chị. Thế là một khi đã làm thì sẽ làm cho chót, thì ra cô bé từ nhỏ đã là một đứa trẻ nghịch ngợm. Dựa vào sức của bản thân, đã bắt nạt khiến tiểu vương tử từng rất kiêu ngạo phải khóc rất thảm thương. Nhưng cách tốt nhất để đối phó với những người hay khóc, chính là khóc lớn tiếng hơn cậu ta, tưởng rằng như vậy có thể trốn thoát khỏi trừng phạt của người lớn. Nào ngờ tâm cơ đã bị chị nhìn thấu. Bởi vì trêu chọc em trai của bạn phải khóc tới mấy lần, nên bị phạt 1 tháng không được ăn đồ ngọt. Cô ấy đau lòng để lại di thư rồi trốn đi. Chị vì tìm cô ấy suýt nữa lật tung cả phủ bá tước. Thật không ngờ cô ấy lại trốn trong phòng sách trêu ghẹo tiểu chính thái. Bố mẹ bá tước của Lily đều là xuất thân kỵ sĩ, nên phòng sách trong nhà lâu ngày đều bị bỏ không, cho nên sẽ không có ai tìm đến đây. Ai ngờ nghe thấy tiếng cửa phòng sách bị mở, người đến lại là cháu của Mikan Gian. Gian mặc dù giống chú Mikan thông minh xuất chúng, tính cách lại thật thà chất phác giống Setly. Cậu ấy đặc biệt tới đọc sách, chứ không phải tới tìm Lily, hại cậu ấy mừng hụt một chuyến. Lily sao cậu lại ở đây? Cậu có biết mọi người đều đang đi tìm cậu không? Vừa muốn đi gọi người, đã bị cô gái kéo ngã xuống đấy. Cậu nhỏ tiếng một chút, dám đi gọi người ta sẽ cướp bánh ngọt của cậu rồi ăn hết. Lại không biết Lily lúc này đang rất căng thẳng, giọng nói còn lớn hơn cả cậu bé. Thấy cậu bé nhỏ tuổi đã đọc hiểu sách chính trị, cảm thán đúng là thiên tài. Đây lẽ nào là truyền thống của gia tộc Mikan sao? Không muốn làm phiền cậu đọc sách, liền đứng dậy rời đi. Lại bị cậu bé kéo lại, có thể ở lại cùng tôi không? Nội tâm Lily rất rối bời, lẽ nào cậu ta thích mình? Nghe nói tình đầu của trẻ con thông thường đều là thanh mai trúc mã. Lại không biết cậu bé lần đầu nhìn thấy cô ấy đã bị tính cách hoạt bát của Lily thu hút. Lúc này cô ấy chìm đắm trong sự tự luyến không thể tự thoát. Biểu cảm kỳ quái khiến cậu bé ngơ người, đã nói sẽ đi lấy bánh ngọt đưa cậu ấy. Lily vui vẻ như sắp bay lên, ngại ngùng thơm lên má của cậu bé. Mau đi mau về nhé, Gian lần đầu tiếp xúc với đôi môi mềm mại của người khác giới, mặt đỏ tía tai, giống như một cô dâu ngại ngùng chạy đi. Lily làm chuyện xấu chỉ cảm thấy rất vui, tình đầu của trẻ con đúng là đáng yêu mà. Ăn xong bánh ngọt liền nằm lên đùi của cậu bé rồi ngủ. Lại một lần nữa tiếp xúc thân mật khiến cậu ấy tay chân vụng về. Nhưng trong mắt của Lily, cậu ấy chỉ là một cậu nhóc chưa lớn, 10 năm sau thì lại tới tìm cô ấy nhé. Lại không biết nhất ngôn cửu đình, Lily trong mơ đã từ phòng sách di chuyển tới phòng ngủ. Bị tiếng ồn của chị gọi tỉnh, lại không dám mở mắt, sợ sẽ bị mắng, chị lại ôm lấy bảo bối mà đau khổ khóc, một câu trách mắng cũng không nỡ. Em có biết chị lo lắng thế nào không? Cảm giác tình yêu vô cùng cảm động này, vốn thuộc về em gái thực sự của Lia, lại bị cô em gái giả mạo xuyên không tới cướp lấy.
mang theo nỗi áy náy này tiếp tục bảo vệ chị.